Rồi thì trong video này mình sẽ giới thiệu một cái mẫu chép 350, mẫu chép chiên cho lô kéo ha. Trợ kháng 6 ôm chiên cho lô kéo. Trợ kháng 6 ôm chiên cho lô kéo ha. Vì sao mình nhấn mạnh như thế ha? Chép này rất là đặc biệt. Trợ kháng của nó là 6 ôm chiên cho lô kéo, âm thanh cực hay luôn ha. Âm thanh là chép là cực bén luôn ha. Ok, em trải nghiệm thực tế đã cảm nhận được cái chất âm riêng cực hay của nó ha. Ok ha, đây mình không phải quảng cáo đâu ha. Mình cứ trải nghiệm thực tế để mình cảm nhận được âm thanh nó như thế nào ha. Hấp dẫn chưa? Vặn vào thôi ha.